Thời tiên Montcalm. Tập phim Ý chí của PC. Tuyệt vời, đúng là một trận đấu gay cấn. Gally Valencia đã loại được tay đôi QB QB và tiến tới trận cuối. Làm tốt lắm, PC. Nè, nắm lấy tay anh đi, em yêu. Đợi anh. Muốn nói chuyện với tình yêu của tôi sao? Cậu phải bước qua xác của tôi trước. Ellie, cậu đừng sử dụng sức mạnh của Obis nữa. Cái gì chứ? Nếu cậu tiếp tục sử dụng sức mạnh của Obis, quái thú của cậu sẽ bị phá hủy. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Toàn là vô căn cứ. Cứ nhìn đi, cậu ấy có chỗ nào không khỏe chứ? Chuyện này không giống với Zero hay bất kỳ. Thật ra cũng có những trường hợp đặc biệt, ít nhất cũng có xảy ra rằng quái thú sẽ không bị mất kiểm soát khi sử dụng sức mạnh của tên Obis xấu xa. Nói xong hết rồi chứ? Đi thôi, PC. Ellie, sao cậu lại thành ra như vậy hả? Gì chứ? Ellie mà mình biết rất tốt bụng. Ellie của ngày xưa sẽ không bao giờ để PC gặp nguy hiểm như vậy. Đấu mon cạc tất nhiên là phải liều mạng. Tôi sẽ làm tất cả để có thể chiến thắng. Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy thì cùng đấu đi. Ra đà. Cậu nói gì hả? Nếu như tôi thắng thì cậu phải từ bỏ sức mạnh của Obis mãi mãi được không? Nè. Cậu nghĩ mình là ai mà đòi thách đấu với tình yêu? Được thôi, tôi chấp nhận thách đấu. Nhưng mà nếu tôi thắng thì cậu không bao giờ được xuất hiện trên đường đua mon cạc nữa. Chơi luôn. Hẹn gặp lại vào trận đấu cuối. Có chơi có chịu, thua đừng có khóc đó. Nè em yêu ơi. Xin ơi, cậu chắc không vậy? Mình thắng là được thôi mà. Ellie. Mon cạc, nên mà khả năng và tốc độ của quái thú của bạn được kiểm tra trên đường đua. Biến hình thành Pegasus và đem về nhà chiến thắng. Biến tên Ragna. Chuyện này phiền rồi. Nhiều khi cậu hành xử như một tên ngốc vậy. Với loại người kiêu ngạo như cậu ấy thì cậu không nên dính vô mấy phải chứ. Cậu nhỏ miệng lại một chút đi. Sức mạnh đó chính là thứ khiến cho cô bé kia thay đổi hoàn toàn tâm tính. Chính Obis đứng sau chuyện này. Nhưng ông ơi, tại sao Ellie có thể tiếp xúc với hạt giống của Obis? Đi thôi. Cậu đi đâu vậy? Mình đi tìm câu trả lời từ người biết đáp án. Cậu đứng lại cho mình, trận đấu sẽ bắt đầu rồi mà. Càng ngày càng thấy thú vị. Moncha, chúng ta cùng đi thôi. Tôi có một câu hỏi. Cái gì? Tôi muốn hỏi là cái kính mát cậu đang đeo mua ở đâu vậy hả? Không phải câu đó đâu. Điều mà tôi muốn biết là cậu và Ellie yêu nhau sao hả? Nếu cậu thật sự muốn biết thì tôi sẽ kể cho mà nghe. Khoảng một năm về trước, và một buổi chiều qua nở rực rỡ, chúng tôi không quan tâm chuyện này. Điều mà tôi đang muốn hỏi là làm sao mà Ellie có được hạt giống của tên Obis xấu xa chứ? Tại sao các người biết về hạt giống đó? Nói mau, cậu đưa có đúng không? Không phải tôi, mà là do quái thú. Ngày hôm đó đã có một tên thách đấu Ellie. Hơi ở bóng đêm. Vậy đó.
Vậy mà cậu dám tự nhận mình là nữ hoàng sao? Thật là nực cười. Có muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn không? Nếu có thì sao? Cậu chỉ mình à? Cái này hãy cho quái thú của cậu dùng nó. Mỗi khi dùng, cậu sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Cái này được hả? Là hạt giống của Obis. Là của Obis sao? Nè em yêu ơi, tụi mình đi được chưa vậy? Mình tuyệt đối, tuyệt đối không được để bị sỉ nhục như ngày hôm nay nữa. Em yêu à. Nhưng mà cho dù có muốn mạnh tới đâu, mình cũng sẽ không dùng thứ mà mình không biết rõ lai lịch. Nè em yêu. Pixie, cậu đang làm gì vậy? Sau bữa đó Ellie trở nên bất khả chiến bại. Và rồi cô ấy được tung hô là nữ hoàng đường đua. Nếu tất cả những gì cậu vừa nói là đúng, thì tên đó chính là người truyền bá sức mạnh của Obis đến các tay đua trẻ rồi. Nói tôi biết tên của hắn đi. Vettel. Vettel? Anh ta tên là Vettel. Và anh ta là một kẻ bất khả chiến bại. Hả? Robin đã từng nhắc tới tên này. Không sai. Người đó chính là người mà Michael đã đấu thua đó. Cuộc đua cuối sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời các tay đua mau chóng trở về vị trí để chuẩn bị. Tôi không thể ở đây lâu hơn. Vậy nên xin phép nha. Chúng ta cũng phải trở lại rồi. Quay lại thôi. Cậu tiếp tục sử dụng sức mạnh của Obis, quái thú của cậu sẽ bị phá hủy. Dừng lại vẫn còn kịp đó. Mình không sao đâu. Đi thôi, PC. Không ai được phép cướp danh hiệu nữ hoàng của mình. Cái này là gì vậy? Mình đã làm nó từ gai của Fury. Là bùa may mắn đó. Cảm ơn nha. Các tay đua sẽ đấu trận chung kết. Xin vui lòng tập trung tại và xuất phát. Mình đi nha. Mình biết chỉ có cậu mới có thể đánh bại và giúp được Ellie thôi. Cố gắng nha Jin. Cuối cùng cũng đến vòng đấu cam go nhất. Liệu tay đua chuyên nghiệp Ellie Valencia sẽ tiếp tục đấu cho địch lần ba, hay tay đua nghiệp như Chin hay làm nên điều không tưởng? Chin Hayes, cậu đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt đường đua bon cạc hay chưa? Không đâu, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng. Tôi khuyên cậu đừng ảo tưởng quá nhiều. Khởi động cương cốt. Sẵn sàng chạy. Ah!
vội vàng như vậy chứ? Mega đồi biến hình!